Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chính phủ mới ban hành Nghị định số 119/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trong đó nêu rõ quy định về mở, sử dụng, khóa tài khoản giao thông. Theo Nghị định 119, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, mở tài khoản giao thông và cung cấp tài khoản truy cập ứng dụng thanh toán điện tử giao thông đường bộ cho chủ phương tiện ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối. Tại thời điểm thực hiện giao dịch thanh toán điện tử giao thông đường bộ, tài khoản giao thông chỉ được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật ngân hàng để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Mỗi tài khoản giao thông có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện tham gia giao thông thuộc sở hữu của chủ phương tiện. Mỗi phương tiện tham gia giao thông chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản giao thông. Về sử dụng tài khoản giao thông, theo nghị định, chủ phương tiện phải đảm bảo đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc, thì phương tiện không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc. Định nghĩa cũng nêu rõ quy định về khóa tài khoản giao thông theo đề nghị của chủ tài khoản giao thông và khóa tài khoản giao thông theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cụ thể, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện khóa tài khoản giao thông khi có đề nghị của chủ tài khoản giao thông hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản giao thông hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản giao thông với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ. Thời gian khóa tài khoản giao thông thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản giao thông hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản giao thông hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa chủ tài khoản giao thông với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông. Trường hợp khóa tài khoản giao thông theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện khóa tài khoản giao thông theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Việc thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đã được thực hiện theo quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được thực hiện đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm giao thông để sửa đổi nghị định 100. Điểm mới của dự thảo lần này là hạ mức xử phạt một số hành vi và đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện. 4 hành vi bị trừ ngay 12 điểm thì lại bằng lái. Bộ Công an cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ diễn biến phức tạp, vi phạm vẫn diễn ra phổ biến, xuất hiện nhiều hành vi mới có tính chất nguy hiểm nhưng chưa được quy định tại nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Cùng với đó, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Từ thực tế này, việc nghiên cứu xây dựng nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi, điểm giấy phép lái xe là hết sức cần thiết, đại diện Bộ Công an cho biết. Dự thảo nghị định mới có tên gọi Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi, điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định có 4 chương 51 điều. Điểm mới được quy định của dự thảo về các hành vi vi phạm này là trừ điểm giấy phép lái xe. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an, đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự thảo cho biết, khi áp dụng nội dung này, mỗi người dân cần có bằng lái xe sẽ được cộng 12 điểm trên năm. Trong một năm, nếu vi phạm bị trừ hết điểm sẽ phải thi sát hạch để được cấp lại bằng. Trong năm đó, số điểm bị trừ không vượt quá 12 điểm. Thì sẽ được khôi phục lại 12 điểm mới vào năm sau. Theo C08, dự thảo nghị định quy định, việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe như hiện nay. Cũng theo C08, dự thảo nghị định quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe, trong đó 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ ngay 12 điểm trên một lần vi phạm, gồm điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép,
tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35 km/h. Đây là những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông. Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành, tại Nghị định 100, mức tiền phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Đối với vi phạm nồng độ mức 2 và mức 3 có nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên quy định xử phạt tiền như trong Nghị định 100, chỉ đề xuất thay đổi quy định tước giấy phép lái xe thành quy định trừ điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành, mức phạt tiền áp dụng từ 2 đến 3 triệu đồng. Hạ thấp mức xử phạt. Điểm mới nữa của dự thảo nghị định xử phạt là giảm mức tiền phạt một số hành vi vi phạm. Riêng nội dung vi phạm nồng độ cồn có hành vi giảm sâu mức xử phạt so với Nghị định 100. Cụ thể, với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 500mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, Nghị định 100 phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Với dự thảo, Nghị định sửa đổi đề xuất giảm còn 800.000 đến 1 triệu đồng đối với ô tô. Với xe máy, theo Nghị định 100, phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, giảm xuống còn 400 đến 600.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, một trong các cơ quan được ban soạn thảo tham vấn ý kiến cho dự thảo nghị định cho biết, việc ban hành nghị định mới để thay thế các nội dung của Nghị định 100 cho phù hợp với tình hình mới là rất cần thiết. Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng đang phải lập ít nhất từ 2 đến 3 biên bản cho mỗi trường hợp vi phạm, gồm biên bản vi phạm, biên bản giữ bằng, biên bản tạm giữ xe nếu phải giữ phương tiện. Nếu một số lỗi của lái xe được trừ điểm thì giảm rất nhiều thủ tục hành chính cho lực lượng chức năng và người dân tham gia giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, hiện nay pháp luật quy định các hành vi vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về trật tự an toàn giao thông đường bộ thì tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. Mỗi năm, cơ quan chức năng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn trên 500.000 trường hợp vi phạm. Khi bị tước quyền sử dụng, người lái xe không được phép điều khiển phương tiện dẫn đến tác động không nhỏ đến các hoạt động đi lại, sản xuất kinh doanh, đời sống hàng ngày của người dân. Việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đang thực hiện thủ công, nhiều người vi phạm bỏ giấy phép không đến nhận, tồn đọng nhiều giấy phép lái xe tại cơ quan xử phạt. Do vậy, việc áp dụng quy định trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm giao thông vừa nâng cao tính răn đe, hiệu quả, vừa văn minh. Quy định mới về số giờ đào tạo các loại bằng lái xe. Khoản 8 điều 4 thông tư 05/2024/TT-BG-TVT quy định về khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo giấy phép lái xe. Đối với bằng lái xe A1, đào tạo kéo dài 12 giờ, trong đó có 10 giờ đào tạo lý thuyết và 2 giờ đào tạo thực hành lái xe. Đối với bằng lái xe A2, đối với chương trình đào tạo kéo dài 32 giờ, trong đó có 20 giờ đào tạo lý thuyết và 12 giờ thực hành lái xe. Đối với bằng lái xe A3 và A4, hai loại bằng lái này yêu cầu đào tạo cao hơn với tổng cộng 80 giờ, trong đó bao gồm 40 giờ lý thuyết và 40 giờ thực hành lái xe. Hạng A3 áp dụng cho xe máy kéo 2 bánh và A4 áp dụng cho xe máy kéo 3 bánh. Đối với hạng bằng B1, số giờ đào tạo phụ thuộc vào loại xe mà người học sẽ điều khiển. Đối với xe số tự động yêu cầu là 476 giờ, trong đó có 136 giờ lý thuyết và 340 giờ thực hành lái xe. Trong khi đó, đối với xe số cơ khí, số sàn, số giờ đào tạo tăng lên 556 giờ với 136 giờ lý thuyết và 420 giờ thực hành lái xe.
đối với hạng bằng B2 dành cho các loại xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, yêu cầu tổng cộng 588 giờ đào tạo, bao gồm 168 giờ lý thuyết và 420 giờ thực hành lái xe. Đây là hạng phổ biến và cần thiết đối với những người muốn làm việc trong lĩnh vực vận tải hành khách. Đối với bằng C là hạng cao nhất trong các loại xe đòi hỏi đào tạo với tổng cộng 920 giờ, trong đó bao gồm 168 giờ lý thuyết và 752 giờ thực hành lái xe. Đây là hạng dành cho các loại xe tải, xe chuyên dụng và xe có trọng tài lớn, đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ cao và sự phản xạ nhanh nhạy trong mọi tình huống giao thông. Việc nắm rõ các quy định về số giờ đào tạo bằng lái xe, các hạng từ A1 đến C là điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Các quy định này không chỉ giúp học viên có sự chuẩn bị tốt hơn mà còn giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông do thiếu kỹ năng lái xe thực tế. Chính vì vậy, hãy chọn các trung tâm đào tạo uy tín và tuân thủ đầy đủ các quy định về số giờ học lý thuyết và thực hành để đạt kết quả tốt nhất.